Xin kính thưa các quý vị đại biểu cùng các vị khách quý, tôi xin thay mặt công ty FPTIS tham dự trình bày tại diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số Việt Nam Châu Á ngày hôm nay. Thưa các quý vị, bài trình bày của tôi thì sẽ gồm có 3 phần phần đầu tiên sẽ là, là phần uh, chúng tôi sẽ có một góc nhìn liên quan đến về phần xu hướng nhận thức và hành động của các doanh nghiệp trên thế giới đối với bài toán về tài chính bền vững như thế nào đối với câu chuyện về phần chuyển đổi kép uh, như thế nào để hướng tới sự phát triển bền vững phần thứ hai sẽ là phần về câu chuyện đối với lại các doanh nghiệp của Việt Nam hiện tại bây giờ như thế nào và cái phần về hỗ trợ về tài chính cho các doanh nghiệp Việt Nam ra sao và phần thứ ba sẽ là phần chúng tôi xin giới thiệu về giải pháp của FPT IS để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong câu chuyện về nguồn tài tài chính bền vững. À, thì à, à, kính thưa các quý vị, các doanh nghiệp hiện tại bây giờ đang phải đối mặt với lại áp lực ngày càng lớn để cân bằng giữa trách nhiệm môi trường và vấn đề về tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang là cặp chuyển đổi kép rất là hữu hiệu cho các doanh nghiệp để có thể hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ được các cái áp lực như thế này và hướng tới phát triển bền vững. Uh, theo báo cáo uh, thường niên về chuyển đổi số uh, doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Kế hoạch Đầu tư uh, và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đã thực hiện uh, thì uh, các uh, quý vị có thể nhìn thấy uh, rằng là ba cái trụ cột chính của chuyển đổi kép mà các doanh nghiệp hiện tại đang tập trung. Đó chính là câu chuyện về tăng năng suất và hiệu quả kinh tế một cách bền vững. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề làm thế nào đấy để tăng cường được khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Và vấn đề thứ ba đó là làm thế nào đấy để loại bỏ được lượng khí thải nhà kính tối đa đối với cả môi trường. À, và đồng thời cũng là theo cái báo cáo khảo sát của các um, ceo toàn cầu của pwc uh, cũng đã uh, thực hiện uh, thì uh, uh, có ba cái động lực lớn nhất mà của việc thực hiện esg của các doanh nghiệp đấy chính là về vấn đề về cải thiện hình ảnh thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp uh, động lực thứ hai đấy là duy trì cạnh tranh trên thị trường và động lực thứ ba là áp lực từ nhà đầu tư thì um, các quý vị có thể thấy rằng áp lực uh, từ chính phủ uh, đang được các doanh nghiệp đang nhận định là thấp hơn so với cả những cái áp lực mà xuất phát từ nội tại ảnh hưởng trực tiếp đối với cả doanh nghiệp. Đồng thời cũng theo báo cáo khảo sát của PwC thì cũng cho thấy rằng là hiện tại cái câu chuyện về chuyển đổi đang là được các doanh nghiệp đưa vào cái nhận thức rất là quan trọng đối với cả doanh nghiệp và 45% các CEO toàn cầu họ nhận định rằng là họ không thể tưởng tượng được họ có thể tiếp tục sống sót trong thập kỷ tới nếu họ không thực hiện chuyển đổi và uh, cũng uh, theo phần uh, khảo sát toàn cầu uh, của McKinsey đã thực hiện thì 80% các doanh nghiệp lớn ở trên toàn cầu thì họ đang có cái kế hoạch để đầu tư vào ESG và 60% số doanh nghiệp thì đang coi ESG là cái trọng tâm chủ tốt à, chủ chốt trong việc lựa chọn và ưu tiên các cái sáng kiến số của họ. Và cụ thể là các hành động của các doanh nghiệp ở trên toàn cầu thì họ cũng đang tăng tốc cái quá trình số hóa của họ, của doanh nghiệp đối với lại những cái hoạt động về kinh doanh tới khách hàng, tới chuỗi cung ứng và hệ thống quản lý nội bộ. Và hiệu quả của các cái hoạt động về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tới doanh nghiệp và xã hội thì cũng đã được chứng minh qua rất là nhiều những cái khảo sát của các công ty tư vấn Big Four và các vị có thể nhìn thấy ở trên slide của chúng tôi. 22% đó là cái con số mà công nghệ số đã đẩy nhanh cái tiến độ hướng tới các cái mục tiêu phát triển về bền vững của doanh nghiệp. 20% đấy là cái con số là tổng lượng khí thải sẽ giảm được ở trên toàn cầu đến năm 2050 khi mà các cái doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp về năng lượng, vật liệu và giao thông áp dụng các cái công nghệ số. Và 4 đến 10% nữa, đấy chính là cái lượng khí thải mà sẽ tiếp tục được giảm nữa nếu mà các cái doanh nghiệp ở trong các ngành công nghiệp này tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các cái công nghệ số. Đó là câu chuyện của các cái doanh nghiệp toàn cầu thế thì đối với câu chuyện của các doanh nghiệp Việt Nam thì sẽ là như thế nào à, thì dựa theo cái báo cáo về thường niên về chuyển đổi số của Bộ kế hoạch đầu tư và tổ chức hợp tác quốc tế Đức đã thực hiện trong năm 2023 thì các quý vị có thể nhìn thấy đó là mức độ sẵn sàng về chuyển đổi số trên 7 khía cạnh chính của doanh nghiệp tại Việt Nam của chúng ta thì đã có những sự chuyển biến tích cực giữa năm 2023 và năm 2022 à, Thế như, và đặc biệt là cái khía cạnh về định hướng chiến lược đã thể hiện được cái sự chủ động của các doanh nghiệp Việt Nam trong những vấn đề về tìm hiểu uh, các cái sáng kiến số để áp dụng vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Thế nhưng tuy nhiên các vị cũng có thể nhìn thấy đó là cái khía cạnh về chuỗi cung ứng và khía cạnh về hệ thống công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu thì vẫn đang ở mức đang phát triển. Và điều này cũng thực phản ánh một cái thực tế đó là các doanh nghiệp hiện tại thì mới hầu hết là tiến hành chuyển đổi số chỉ có thể ứng dụng ở trong cái nội tại uh, của doanh nghiệp mà chưa khai thác được cái hiệu quả của việc kết nối trong toàn bộ cái chuỗi um, cung ứng của toàn hệ thống của doanh nghiệp uh, và uh, chúng tôi FPTIS là đơn vị mà hàng đầu tại Việt Nam để triển khai các cái hệ thống về công nghệ thông tin về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp và uh, trong cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã triển khai thì chúng tôi nhận thấy rằng là hiện tại bây giờ À, tại Việt Nam thì 82%, à, khoảng 82% các doanh nghiệp là đang sử dụng các cái phần mềm kế toán khác nhau. Nhưng tuy nhiên thì cái việc mà sử dụng cái hệ thống đa chức năng ERP của các doanh nghiệp á, thì mới chỉ uh, đang rất là khiêm tốn dưới 2%. Trong khi đó thì cũng dựa trên cái phần về khảo sát của một số các cái tổ chức tín dụng cũng như là các đơn vị về tư vấn thì họ thì hiện tại bây giờ thì cái tiềm năng về thị trường về tài chính cho chuỗi cung ứng ở Việt Nam của mình đến năm 2025 là lên tới 800.000 tỷ. Như vậy thì chúng ta đang thấy rằng có một sự tranh lệch giữa cái phần về khả năng đáp ứng của hệ thống công nghệ thông tin cho hoạt động số của các doanh nghiệp với uh, phần tiềm năng về nguồn tài chính để hỗ trợ cho chuỗi cung ứng quốc gia đang có một sự tranh lệch. Và thực tế thì theo cái kết quả khảo sát hơn 10.000 uh, doanh nghiệp đang hoạt động của uh, À, bộ à, à, của VCCI à, đã được thực hiện công bố tại chỉ số năng lực cạnh tranh à, cấp tỉnh PCI à, năm 2023 thì các quý vị cũng có thể nhìn nhận thấy rằng là đối với cả các doanh nghiệp của Việt Nam ấy thì cái vấn đề tiếp cận được đối với lại vốn vay ngân hàng đó là cái mối quan tâm lớn nhất của họ à, trong khi đó thì à, theo cái kết quả khảo sát thì cũng cho thấy rằng là chỉ có 33,9% các doanh nghiệp là có khả năng tiếp cận được vốn vay của ngân hàng. Trong số đó thì sau 6,1% các doanh nghiệp mà mà đang gặp khó trong cái vấn đề tiếp cận về vốn vay của ngân hàng thì đang chỉ ra là có 5 cái nguyên nhân chính mà họ đang bị gặp khó khăn. Thì cái vấn đề đầu tiên đấy chính là cái vấn đề cái khả năng đáp ứng được cái yêu cầu về tài sản đảm bảo của các ngân hàng. Vấn đề về mặt điều kiện thủ tục vay vốn phức tạp và vấn đề thứ ba đấy là cái vấn đề về gây khó dễ của các tín dụng ngân hàng trong cái luồng tín dụng truyền thống hiện đại. Ờ, trong khi đó thì đối với câu chuyện về ngân hàng thì chúng tôi đang nhận thấy rằng là ngân hàng cũng đang gặp một số các cái khó khăn trong cái câu chuyện về hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Ờ, khó khăn đầu tiên đấy là khó khăn làm thế nào đấy để thúc đẩy được cái tăng trưởng tín dụng đặc biệt là cho cái khối về doanh nghiệp. vấn đề thứ hai đấy là vấn đề về mặt huy động vốn của các ngân hàng và ở đây thì mình có một cái chỉ số về vấn đề về phần nguồn vốn vay liên ngân hàng của các ngân hàng và vấn đề thứ ba nữa vấn đề là câu chuyện về tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng cần phải kiểm soát thế thì ở đây thì qua cái quá trình mà chúng tôi trao đổi với lại các ngân hàng đồng hành đối với lại hệ sinh thái tài chính số Triflat của FPTIS thì chúng tôi nhận thấy rằng có hai cái vấn đề mà các ngân hàng rất là quan tâm đấy là làm thế nào đấy để phát triển và duy trì được quan hệ với các khách hàng tốt. Và vấn đề thứ hai đó là kiểm soát được phần rủi ro, đặc biệt là về rủi ro về tín dụng. Đó là những cái vấn đề rất là quan tâm của biện phía ngân hàng. Vậy thì trên cái cơ sở là xu hướng của các doanh nghiệp toàn cầu như thế nào, cũng như là về câu chuyện của các doanh nghiệp Việt Nam hiện trạng các hiện trạng của các doanh nghiệp Việt Nam mà chúng tôi vừa mới trình bày vừa rồi. Thế thì chúng tôi đã FPTIS đã thời gian qua đã phát triển và chúng tôi cũng rất là tự hào là cũng đã được đồng hành bởi các ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam trong câu chuyện về phát triển các cái sản phẩm tài chính số mang tên là Tradeflat trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phát triển những cái bài toán để cùng với cả ngân hàng để hỗ trợ được các doanh nghiệp trong cái hoạt động về thương mại trong chuỗi cung ứng nội địa và toàn cầu và cái trên cơ sở đó là tập trung vào trong câu chuyện là làm thế nào đấy để kết nối được doanh nghiệp tới gần hơn tiếp cận được cái nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng được tốt hơn Mặt khác thì chúng tôi là một xuất phát là một đơn vị công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, cho nên là những cái giải pháp về tài chính số của chúng tôi sẽ là ứng dụng những cái công nghệ số hàng đầu cho doanh nghiệp có thể triển khai um, và áp dụng được trong cái hoạt động về tác nghiệp của bản thân họ cũng như là trong cái cách thức mà họ sử dụng các cái sản phẩm về tài chính số với lại các ngân hàng. Điều đó thì để chúng ta sẽ phát triển được những cái mô hình về tài chính về bền vững cho doanh nghiệp. Uh, thì đối với lại bài toán về chuỗi cung ứng nội địa thì chúng tôi đang hướng và chúng tôi đang phát triển đấy là phát triển những cái chương trình về tài trợ về chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp chủ đạo để khai thác được cái tiềm năng giữa doanh nghiệp chủ đạo với lại hệ thống về nhà cung cấp cũng như là hệ thống về nhà phân phối của họ trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ phát huy được cái những cái giá trị mà của Treflat mang lại cho các doanh nghiệp ở bài toán về số hóa chứng từ, ở bài toán về phần à, xử lý được cái giao dịch toàn trình trên nền tảng số cho các doanh nghiệp cũng như là các ngân hàng khi tham gia về tài trợ cho doanh nghiệp. À, và một cái vấn đề rất là quan trọng đó là ở cái vấn đề phát huy được cái hiệu quả của việc kết nối xử lý thông tin liền mạch giữa các bên. Và từ ba cái yếu tố như vậy thì chúng tôi đã rút ngắn được cái phần về thời gian thời gian xử lý vay vốn cho các doanh nghiệp và à, một điểm quan trọng nữa đấy là cũng là giảm thiểu được cái rủi ro tín dụng cho các ngân hàng khi mà tham gia trong những cái chương trình hợp tác như thế này. Đối với cả bài toán về uh, chuỗi uh, cung ứng toàn cầu thì FPT IS uh, Tradeflat chúng tôi cũng là đơn vị đi đầu tại Việt Nam trong việc phát triển các cái mô hình về giao dịch thương mại xuyên biên giới và chúng tôi đã phát triển những mô hình này đối với thị trường Nhật Bản, New Zealand và hiện cũng đang trao đổi với lại Thượng Hải và Quảng Tây Trung Quốc trong những bài toán về uh, giao dịch thương mại xuyên biên giới này. Và thực tế là chúng tôi đã xử lý được, đã thực hiện được thành công những cái giao dịch thử nghiệm với lại những cái điều kiện về tối ưu về thị trường Nhật Bản cho câu chuyện về xử lý về giao dịch toàn trình xuyên biên giới và kết hợp với lại bài toán về tài trợ thương mại LLC với tổng thời gian là giảm xuống đến mức là 76 phút. Thì những cái hiệu quả của những cái mô hình về phát triển thương mại xuyên biên giới như thế này thì chúng tôi đang um, hy vọng rằng chúng tôi có thể góp phần được um, hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái bài toán về kết nối uh, mở rộng các cái cơ hội giao thương với lại các cái đối tác bạn hàng ở nước ngoài uh, và cái thứ hai nữa đó là giảm thiểu được uh, cái hạn chế về cái thông tin không được liền mạch cũng như là cái sự phân mảnh uh, giữa các bên tham gia trong cái luồng về uh, thương mại Uh, xuyên biên giới của cái luồng uh, giao dịch thương mại quốc tế truyền thống hiện tại và từ đó thì để uh, hỗ trợ uh, doanh nghiệp của chúng ta uh, trong các cái việc là đạt cái mục tiêu về kinh tế số đạt 30% GDP trong năm 2030 uh, và những cái bài toán của TradeFlat chúng tôi thì đã đến nay thì cũng đã phát triển uh, các cái chương trình về tài trợ cho uh, 10 chuỗi uh, doanh nghiệp chủ đạo và chúng tôi cũng phát triển trong những cái doanh nghiệp thuộc các cái ngành từ sản xuất cho đến phân phối các mặt hàng về nông nghiệp, công nghiệp và tiêu dùng. Yeah. Năm nay thì cũng là năm thứ 30 Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 Của FPTIS chúng tôi Và chúng tôi có một cái khẩu hiệu Đó là Co-Create the Next Điều đó cũng được thể hiện Ở những cái sản phẩm của FPTIS Chúng tôi phát triển Và cụ thể là sản phẩm Trade Flat của chúng tôi Tức là thể hiện được cái cam kết Cũng như là cái mong muốn Có thể song hành kiến tạo Những cái sản phẩm về tài chính số Cho doanh nghiệp Và để hướng tới sự phát triển Về tài chính bền vững Cũng như là hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới vinasa và tới vnba cũng đã tạo điều kiện cho fptis được giới thiệu về phần giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong cái hoạt động về tài chính bền vững ngày hôm nay ạ à. xin cảm ơn em